Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở một số xã thuộc huyện Lạc Dương như Đưng Đớ, Đà Sa, Đà Nhiêm và một số địa điểm khác đã và đang xảy ra tình trạng sạt lở đất gây hư hỏng đường xá, nhà dân do thời tiết diễn biến bất thường, mưa nhiều và lượng mưa lớn. Chính quyền huyện Lạc Dương đang tiến hành khảo sát và khắc phục các điểm sạt lở và cảnh báo những nguy cơ tiềm ẩn để người dân phòng tránh các rủi ro có thể xảy ra trong mùa mưa này. Rồi, cà phê có tí mau bị. Người ta nói đang hứa mà xây bờ ta lì không biết sao, nếu mà nó xây bờ ta lì này là chắc có thể là chắc không có sắp á. Lỡ này là sợ bị sắp hết cả nhà này. Hiện nay là phòng nông nghiệp cũng đã phối hợp với các cái phòng ban, phòng kinh tế hạ tầng, phòng tài chính, đơn vị tư vấn thiết kế thì vào khảo sát thiết kế để tính toán phương án khắc phục, sửa chữa cái công trình để bảo đảm an toàn trong mùa mưa. Cái phương án thì phòng cũng đang đề xuất ủy ban huyện có cái chủ trương là sẽ bố trí cho cái hộ ông Liên Giang Càng này là 1 kg đất ở khu tái định cư San Ghép để di dời cái nhà của hộ gia đình này đến nơi an toàn. Cái này thì cũng thấy mình thấy cũng nguy hiểm đời sống của mình đó chứ, mình chở bông cho hoa rồi này nọ đó. Cái đường đó, cái đường xích tới tí chỗ cái đường đá chỗ cái cầu nè, cũng có bị sạt lở rồi nó đá rồi nó chạy á, rồi nó xuống tràn mình không có đi tới lui được. Bấm máy.